lần đầu tiên phát hiện cặp song sinh khác cha ở Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ Lê Đình Lương, Chủ tịch Hội Di truyền học Việt Nam cho biết, song sinh khác cha là một tình huống vô cùng hiếm gặp. Đây là ca đầu tiên xác nhận tại Việt Nam bằng xét nghiệm ADN. Trên thế giới hiện có khoảng 10 cặp song sinh được xác định khác cha. Đây là trường hợp cặp song sinh khác cha được phát hiện ra tại Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền Hà Nội. Trung tâm này đã tiếp nhận và lấy mẫu xét nghiệm ADN cho trường hợp người đàn ông 34 tuổi tại Hòa Bình, với yêu cầu chứng thực xem anh có phải là bố đẻ của cặp song sinh đặc biệt đã 2 tuổi này hay không. Theo đó, người đàn ông này có yêu cầu xét nghiệm ADN bởi hai đứa con song sinh của anh cùng giới tính, sinh cùng ngày, chỉ cách nhau mấy tiếng đồng hồ, mà không có nét nào giống nhau như các cặp song sinh thông thường. Một bé tóc rậm, xoăn, bé kia tóc thẳng, lưa thưa. Người bố này chịu sức ép của người nhà nên mới đồng ý đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ADN đã khiến nhiều người bất ngờ, bởi người đàn ông này chỉ là bố đẻ của một đứa bé. Bé còn lại có tới 9 gen lệch với gen của bố, trong khi thông thường chỉ cần 2 gen lệch là phải được kết luận là không phải cha con. Để loại trừ có sự nhầm lẫn do trao nhầm con trong bệnh viện, người mẹ của cặp song sinh này cũng đã tới trung tâm để xét nghiệm ADN và kết quả phân tích ADN khẳng định cả hai đứa con là do một mẹ đẻ ra. Giáo sư Lê Đình Lương khẳng định hiện tượng này trong khoa học có thể lý giải nhưng cực kỳ hiếm gặp. Hiện nay trên thế giới chỉ có khoảng chục cặp song sinh khác cha ở các nước như Ba Lan 1 cặp, Tây Ban Nha 1 cặp, Mỹ 2 cặp, Ấn Độ 2 cặp. Và đây là ca song sinh khác cha đầu tiên ở Việt Nam được chứng thực bằng kết quả ADN. Giải thích về hiện tượng này, bác sĩ sản khoa chuyên 2 Lê Thị Phương Dung cho biết, trong khoa học, hiện tượng này không lạ nhưng lại hiếm gặp. Bình thường sinh đôi đã hiếm, sinh đôi khác cha lại càng hiếm hơn. Dù vậy, thế giới vẫn xảy ra, từng ghi nhận một số cặp song sinh khác cha như sinh đôi nhưng một con da trắng, một con da đen. Thậm chí xảy ra tình huống song thai nhưng thai cách nhau hàng tháng. Điều này để nói về cơ thể con người là điều rất kỳ diệu. Không phải lúc nào cũng giống nhau, bác sĩ Dung nói. Có thể giải thích về tình huống này là người phụ nữ phải rụng đồng thời hai trứng trong cùng một chu kỳ kinh nguyệt và cả hai trứng được thụ thai bởi hai tinh trùng khác nhau. Theo giáo sư Lương, thời gian để thụ thai song sinh trong tình huống này chỉ cách nhau vài ngày, ở hai thời điểm khác nhau, với hai người khác nhau. Một bác sĩ sản khoa khác lý giải thêm, nó gần giống hiện tượng mang thai song khác trứng. Tại thời điểm quan hệ tình dục đã có hai quả trứng rụng cùng lúc và thai đã được thụ thành công ở cả hai quả trứng này. Trong trường hợp này, hai thai nhi là biệt lập, cùng sống trong tử cung của mẹ, nhưng sự phát triển là hoàn toàn khác nhau, nên khi sinh ra, hình dáng bên ngoài không giống nhau như sinh đôi cùng trứng, thậm chí giới tính cũng khác nhau. Trong trường hợp sinh đôi khác trứng, rất có thể bố của hai em bé không phải là một người, và ở tình huống này là đã có cặp song sinh khác cha vì quan hệ với hai người khác nhau ở thời điểm gần. Còn song thai cùng trứng là hiện tượng một trứng được một tinh trùng thụ tinh rồi tách ra làm hai giai đoạn phát triển thành hợp tử và phát triển thành hai bào thai riêng biệt. Những thai nhi trong trường hợp này giống nhau như giọt nước cả về hình thức và cấu trúc gen. Hai bé cũng thường có cùng giới tính. Giáo sư Lương cho biết thêm, nhu cầu xét nghiệm ADN ngày càng có xu hướng gia tăng trong xã hội hiện đại. Hiện nay xét nghiệm ADN hoàn toàn có thể xác định được cha ruột của đứa trẻ là ai trong thời kỳ bào thai, bằng cách chọc dịch ối hoặc sau khi trẻ sinh ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Sinh đôi nhưng em gái thì xinh xắn, còn mình xấu xí nên bị bố mẹ ghét bỏ. Vừa từ viện trở về, thì Huy đã lao ngay vào đây nghiến hà về cái việc cô sinh ra đôi hai đứa con gái, nhưng một đứa thì trắng trẻo lại xinh xắn, còn một đứa lại đen nhẽm, mắt một mí, không giống ai trong nhà cả. Nhìn hai đứa con khác biệt lớn như vậy nên Huy một mực cho rằng vợ mình ngoại tình, gian díu với người đàn ông khác. Em xin anh, em chưa bao giờ cặp kè làm chuyện có lỗi với anh. Anh cũng nghe bác sĩ nói rồi còn gì, sinh đôi nhưng khác trứng nên con sẽ không giống nhau. Cô im đi, cô nghĩ tôi ngu sao? Cô nhìn lại hai đứa kia đi, chỉ có đứa da trắng là con của tôi thôi, còn lại là của cô và thằng nào đó.
Tốt nhất cô nên tìm thằng đó mà đòi trách nhiệm, chứ thằng này không thừa tiền đi nuôi hộ đâu. Nghe những lời chồng nói mà Hà chỉ biết ôm hai con khóc nức nở. Thật sự cô không giấu chồng ngoại tình bên ngoài. Đúng như bác sĩ nói, không phải ca sinh đôi nào cũng giống nhau, mà trong trường hợp của các con cô thì do sinh đôi khác trứng nên không thể giống nhau được. Hà không phân biệt mà yêu thương các con vô cùng. Vậy nhưng vì suốt ngày bị chồng đây nghiến hành hạ, nên thành thử cô cũng quay ra ghét bỏ đứa con xấu xí của mình. Vì cô cho rằng đó là nguồn cơn khiến cho hạnh phúc gia đình của cô ngày một tồi tệ. Sao mày không chích quách đi cho tao nhờ chứ? Sinh ra mày để làm gì? Giờ tao khổ thế này. Vốn sinh ra đã có sự khác biệt, nên đến cái chuyện đặt tên cũng có sự phân biệt rõ ràng. Cô con gái xinh xắn lại được nước da trắng ngần, nên vợ chồng Hà và Huy đặt tên là Bông. Còn với cô con gái lạc loài đen nhẽm, còn lại mang cái tên đúng nghĩa là Su. Mà vốn nghĩa nó là xấu, nhưng vợ chồng cô gọi tắt là Su. Nghe nhỏ chưa nhận thức được thì không nói làm gì, nhưng kể từ khi 5 tuổi thì Su đã hiểu rõ mình không được bố mẹ yêu thương bằng cô em gái xinh xắn của mình. Chính vì Su xấu nên đi đâu bố mẹ cô cũng chỉ quan tâm tới việc đứa em gái xinh đẹp, hay nói đúng hơn là Su chỉ làm nền cho Bông, cô em gái song sinh của mình. Nhiều lúc hai chị em chơi với nhau, nhưng cứ hễ mình bị ngã thì không sao, nhưng cô em gái trầy sức một chút là vợ chồng Huy lại lao vào đầy nghiến chửi rủa cô con gái xấu xí của mình. Dù để nuôi hai đứa, nhưng chưa một lần nào Huy chịu thừa nhận đứa con xấu xí ấy là cùng một giọt máu của mình, dù Hà đã đi xét nghiệm và khẳng định hai cô con gái đều là con ruột của mình. Vậy nhưng Huy vẫn đầy nghiến và ghét bỏ đứa con xấu xí của mình, vì anh chẳng thể nào hiểu nổi mình lại sinh ra đứa con xấu, thậm tệ và không giống vợ chồng anh một tí nào như thế. Thậm chí anh còn cho rằng kết quả xét nghiệm bị sai. Chính vì thế, lại lôi cô vợ của mình ra để hành hạ. Còn nói về Hà thì suốt ngày nghe chồng chửi rủa nên cô chán ngán vô cùng. Nhiều lúc ấm ức quá, cô lôi đứa con xấu xí ra của mình mà chửi rủa thậm tệ. Dù bị bố mẹ ghét bỏ, nhưng lúc nào cô bé Su cũng muốn được gần gũi và bố mẹ nuông chiều mình như cô em gái. Vậy nhưng lần nào Su cũng bị xua đuổi. Có lần bị bố mẹ đánh mắng vì lỡ giật đồ chơi của em gái. Sao mày dám giật đồ chơi của con gái tao hả? Huy hét lên. Nhưng con cũng là con gái của bố mẹ. Sao bố mẹ chỉ yêu thương em mà không yêu thương con? Em ấy có cả tá đồ chơi, còn con thì không có gì cả. Mày là con rơi con rớt chứ không phải con tao. Tao không có đứa con xấu xí như mày. Vì ra vì con xấu nên không phải là con gái của bố mẹ sao? Cô bé Su nói trong tiếng nấc khóc nghẹn. 5 tuổi, con bé đã hình dung được việc có mình trong căn nhà này đều không một ai chào đón. Thậm chí ra ngoài, lúc nào Su cũng bị mọi người đem ra so sánh với cô em gái của mình. Cứ như vậy, cô bé 5 tuổi ấy sống khép mình. Dù khao khát được bố mẹ yêu thương, nhưng biết rõ bố mẹ ghét bỏ nên nó sống lủi thủi, cứ đi học về lại chui vào phòng. Vợ chồng Huy và Hà cũng chẳng thèm quan tâm vì họ còn mãi chăm sóc đứa con xinh đẹp của mình. Nói đến đây, có lẽ nhiều người nghĩ cuộc sống của cô bé Su sẽ mãi sống trong môi trường bị bố mẹ ghét bỏ, mọi người đưa ra làm nền cho cô em gái. Vậy nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Vì sau 20 năm trôi qua, cô bé Su lột xác ngoạn mục, hay nói đúng hơn là người ta vẫn ví von cô dậy thì thành công. Dù làn da vẫn ngăm ngăm đen, nhưng nhìn cô bé năm nào giờ xinh xắn và cực kỳ ngầu. Thậm chí cô còn xinh hơn cả cô em gái của mình ngày xưa. Ngày đó kể từ sau khi bước vào trung học thì biết rõ bố mẹ không ưa gì mình, nên Su đã thi vào trường ở thành phố khác để học. Cũng từ đó cuộc sống và cả diện mạo của cô thay đổi một cách ngoạn mục. Đến nỗi bây giờ, bố mẹ của cô không dám tin đó là cô con gái xấu xí ngày xưa của mình. Có lẽ hơn lúc nào hết, sự tổn thương của một đứa trẻ 5 tuổi của Su ngày đó vẫn còn. Nhưng trên hết bây giờ, cô xinh đẹp cũng coi như làm vết thương ngày xưa, nguôi ngoai phần nào. Cô không oán trách một ai, kể cả bố mẹ của mình, vì với cô bây giờ, cuộc sống chỉ nên yêu thương mà thôi. Vậy nhưng cũng từ câu chuyện này mà bậc bố mẹ nên rút ra cho mình một bài học. Con nào cũng là máu mủ của mình, đừng vì những nhỏ nhen ích kỷ của mình mà khiến con bị tổn thương. Vì với một đứa trẻ, chịu đựng sự tổn thương là cực kỳ đau đớn và nhiều khi không thể chữa lành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Take a body's high.